Uống một cốc chanh mật ong sau khi ngủ dậy rất tốt, nhưng nên uống trước hay sau khi ăn sáng thì tốt nhất? Chanh mật ong là thứ nước cực tốt mà chúng ta nên uống ngay khi thức dậy. Tuy nhiên, uống trước hay sau khi ăn sáng mới bổ nhất thì không phải ai cũng biết. Lâu nay, chúng ta vẫn được khuyên rằng nên uống đều đặn một cốc nước chanh mật ong mỗi ngày sẽ rất tốt cho sức khỏe và làm đẹp. Thời gian khuyến nghị để uống loại nước này là vào buổi sáng khi thức dậy. Tuy nhiên, nên uống trước hay sau khi ăn sáng thì không phải ai cũng biết. Nên uống chanh mật ong trước hay sau bữa sáng. Bữa sáng lành mạnh là điều cần thiết để tiếp năng lượng cho một ngày dài, nhưng theo các chuyên gia, chúng ta không nên ăn sáng ngay sau khi ngủ dậy bởi cơ thể và các cơ quan nội tạng cần có thời gian để tỉnh giấc và khởi động chức năng sau nhiều giờ nghỉ ngơi. Trả lời trên trang NGTV, chuyên gia dinh dưỡng, tiến sĩ Rupali Datta cho biết, không phải ăn sáng. Uống một cốc nước chanh mật ong ấm mới là cách tuyệt vời để bắt đầu ngày mới. Uống nước chanh mật ong khi bụng đói sẽ giúp quá trình trao đổi chất diễn ra trơn tru, cải thiện tiêu hóa và hệ miễn dịch. Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội cũng khẳng định việc uống một cốc nước chanh mật ong trước khi ăn sáng là rất tốt. Thói quen này sẽ làm sạch dạ dày, đồng thời giúp cơ thể thải độc kịp thời. Uống chanh mật ong trước bữa sáng cũng sẽ giúp cơ thể bổ sung năng lượng, loại bỏ cảm giác mệt mỏi và đói bụng. Ngoài ra, bạn cũng có thể uống vào trước bữa trưa và tối, nhưng trong buổi tối bạn chỉ nên uống mật ong pha loãng, không cho thêm chanh. Dù uống nước chanh mật ong trước bữa sáng rất tốt, nhưng các chuyên gia khuyến cáo một lưu ý đặc biệt. Vào buổi sáng, một lượng nước lớn trong cơ thể đã được chuyển hóa, độ nhớt máu tăng cao. Vì vậy mọi người nên uống một cốc nước ấm để làm loãng độ nhớt của máu, sau đó mới nghĩ đến việc uống nước mật ong hay nước chanh mật ong. Cơ thể chúng ta thay đổi kỳ diệu ra sao nếu đều đặn uống chanh mật ong trước buổi sáng, cải thiện tiêu hóa. Nước chanh mật ong có thể làm giảm triệu chứng khó tiêu bằng cách làm tăng tiết dịch mật và tiết axit trong dạ dày, giúp bổ sung hệ thống phân hủy thức ăn. Nhờ vậy cơ thể có thể dễ dàng hấp thụ các dinh dưỡng hơn. Không những vậy, nước chanh mật ong cũng sẽ cải thiện nhu động ruột và giảm cảm giác đầy hơi, đầy bụng trong dạ dày, giải độc cơ thể. Uống một cốc chanh mật ong trước bữa sáng giúp loại bỏ các chất độc hại được tích lũy trong các mô dưới của đường hô hấp, da và gan. Chỉ một thời gian ngắn bạn sẽ thấy mình thoái khỏi mụn, mụn trứng cá hoặc táo bón, làm sạch da. Nước chanh với mật ong là phương thuốc tốt nhất để có được làn da khỏe mạnh và không có mụn trứng cá. Vì sao ư? Quả chanh có các tính chất để kiểm soát dầu thừa và loại bỏ nó khỏi bề mặt của da. Ngoài ra, lượng axit citric có trong thức uống này cũng có thể tẩy các gốc tự do và các chất độc từ hệ thống tiêu hóa, giúp tăng miễn dịch. Chanh mật ong là thức uống có thể tăng cường miễn dịch của bạn, giúp bạn tránh khỏi các bệnh truyền nhiễm do thay đổi theo mùa. Ngoài ra, chanh và mật ong cũng hỗ trợ phục hồi nhanh chóng từ bệnh tật, tăng năng lượng. Mật ong là một chất tăng cường năng lượng tự nhiên và mạnh hơn nhiều so với việc ăn đường. Thực phẩm này có tính chất diệt khuẩn giúp tăng cường năng lượng trong cơ thể và làm cho bạn cảm thấy khỏe khoắn hơn, làm đẹp da. Chất chống oxy hóa tự nhiên có trong mật ong sẽ làm sạch và kháng khuẩn, giữ cho da khỏe mạnh và tươi sáng, giảm cân hiệu quả. Chanh mật ong là loại đồ uống rất ít calo. Mật ong dù có vị ngọt nhưng chỉ chứa đường tự nhiên. Trên thực tế, nếu uống nước ấm pha mật ong thay cho đồ ngọt, bạn sẽ tiết kiệm được đến 64% calo. Uống một cốc nước mật ong ấm mỗi sáng sẽ giúp bạn tránh được cảm giác thèm ăn hay hạn chế nhu cầu uống những loại nước uống có ga chứa nhiều đường. Chính vì vậy, nếu kiên trì uống mỗi cốc nước mật ong trước khi ăn sáng sẽ giúp bạn giảm cân hiệu quả. Cách pha nước chanh mật ong. Nguyên liệu: một quả chanh tươi, 2 muỗng mật ong nguyên chất, 300ml nước ấm. Cách pha chế: vắt nước cốt 1/2 quả chanh vào một chiếc cốc thủy tinh tùy vào bạn có thích độ chua hay không. Dùng muỗng vớt bỏ hạt và cho vào khoảng 300ml nước ấm cùng 2 muỗng mật ong rồi khuấy đều lên là đã có thể uống được. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.